Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa toàn thể đồng bào, để bày tỏ tấm lòng kính trọng đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào ở Tây Nguyên đã dựng nên một tượng đài ngay giữa trung tâm của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tượng đài này gọi là Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Thì hàng năm và nhiều đợt, nơi đây trở thành một cái điểm để báo công dâng hoa đối với Bác và nơi giao lưu tôn vinh những già làng, người có uy tín tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Và hôm nay Bộ Công an tiếp tục tổ chức một buổi tôn vinh và giao lưu các già làng và những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ chuyển đến những tâm tư tình cảm của các già làng, những người ưu tú, những người tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên đối với đất nước, quê hương, đối với Tây Nguyên nói chung và đối với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, tại Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức ở Pleiku, Bác Hồ đã gửi đến toàn thể đồng bào một lá thư rất ngắn gọn, nhưng chứa đựng đầy tình cảm của một người cha và trách nhiệm to lớn của một vị lãnh tụ luôn vì nước, vì dân, luôn xây đắp, chăm lo đến sự đoàn kết keo sơn máu thịt của dân tộc Việt Nam. Bức thư quý giá đến từng câu, từng chữ và được Đảng bộ Nhân dân tỉnh Gia Lai tạc vào đá, dựng lên ngay giữa thành phố Pleiku để cho muôn đời con cháu mai sau biết, hiểu và thực hiện theo lời Bác Hồ dạy. Chính vì vậy mà từ lâu nay, nhiều đợt biểu dương tôn vinh các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã tổ chức tại Gia Lai, để mọi người được đến thăm nơi lưu giữ bức thư tâm huyết đó của Bác Hồ, thăm khu bảo tàng cũng như nơi đã xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên ngay giữa trung tâm thành phố Pleiku. Xin đọc bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku tháng 4 năm 1946. Cùng đồng bào các dân tộc thiểu số, hôm nay đồng bào khai hội sum họp một nhà thật là vui vẻ. Tiếc vì đường xá xa xôi, tôi không đến dự được. Tôi tuy xa nhưng lòng tôi và chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. Đồng bào Kinh ngay Thổ, Mường ngay Mán, Gia Lai Hê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vì thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xúi dục để chia rẽ chúng ta. Ngày nay, nước Việt Nam là của chúng ta. Trong quốc hội có đủ các đại biểu dân tộc, chính phủ thì có nha dân tộc thiểu số để săn sóc cho tất cả các đồng bào. Giang Sơn và chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ non sông đất nước chúng ta. Chúng ta phải thường xuyên thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung cho của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do độc lập của chúng ta. Xin chúc đại hội thành công. Lời chào thân ái, Hà Nội,
ngày 19 tháng 4 năm 1946, Hồ Chí Minh. Nhất là từ năm 2006, khi Đảng ta phát động cả nước ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện. Từ đời sống lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn thôn, buôn, làng, xã bình yên, đã lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương già làng, trưởng buôn, những người uy tín, có nhiều đóng góp tâm sức, việc làm cụ thể, hữu ích cho cộng đồng. Từ năm 2009 đến nay, trung bình hàng năm, từ các buôn làng khắp cả Tây Nguyên đã có hơn 1.000 già làng, trưởng buôn, người uy tín có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và bảo vệ an ninh trật tự đã được Đảng, chính quyền, công an các cấp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Trong đó, khoảng 300 người tiêu biểu nhất được lựa chọn đi dự hội nghị gặp mặt tôn vinh trên quy mô toàn quốc và khu vực Tây Nguyên. Đây là già làng Ama Phương ở Buôn Năng, xã E Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Trước đây, trong thời gian ra Bắc học tập, già Ama Phương đã từng may mắn được gặp Bác Hồ. Tôi tham gia cách mạng từ ngày 2 tháng 8 năm 49. Chỉ đến năm 54 ra Bắc tập kết, được vinh dự nhất, hạnh phúc nhất là gặp Bác Hồ 3 lần. Lần thứ nhất là năm 1956, lần thứ hai là coi như năm 60, lần thứ ba là năm 63 tại miền Bắc. Lần cuối cùng gặp Bác là Bác có dặn, chú là người dân tộc Tây Nguyên, Bác biểu chú một hạt bắp, chú phải giữ gìn hạt bắp nó, không cho nó mọt, không cho nó mục, sau này giải phóng miền Nam. Cái hạt bắp đó về đất Tây Nguyên, đất Bài Giản đó, thì nó mới mọc được. Tức là nói phẩm chất của con người mình. Cho nên từ đó, mình là vẫn giữ luôn luôn giữ phẩm chất con người. Cho nên từ khi vào miền Nam, tôi làm hạt trưởng, hạt kiểm lâm. Cho nên là người lâm tặc còn nhà cho tiền còn nhà rất nhiều. Cho nên tôi không lấy, mình không bao giờ mình sang ngã. Trong lần được gặp Bác Hồ, dẫu rất ngắn ngủi, nhưng sau này về Tây Nguyên, già Ama Phương vẫn luôn nhớ và quyết tâm thực hiện theo những lời Bác Hồ căn dặn. Từ sau giải phóng đến nay, già Ama Phương đã từng làm cán bộ của buôn, rồi làm cán bộ của xã. Những năm sau này, tuổi cao, thì về làm già làng của Buôn Năng. Mấy chục năm qua, già luôn là tấm gương sáng trong buôn, trong xã, được mọi người yêu quý, nể trọng. Nhiều năm liền, già làng Ama Phương được buôn làng và cán bộ các cấp tôn vinh, lựa chọn đi dự hội nghị các già làng tiêu biểu của Tây Nguyên. Không may mắn được gặp Bác Hồ như già làng Ama Phương, nhưng từ lâu nay, trong lòng của nhiều già làng, trưởng buôn và đồng bào Tây Nguyên vẫn luôn có hình ảnh và những tình cảm tốt đẹp về Bác Hồ kính yêu. Tôi đến đây ở Pleiku, tỉnh Gia Lai, tôi thăm tượng Bác Hồ. Tôi rất là xúc động, tại vì là tôi biết là Bác Hồ là người là cứu nước trong giặc ngoại xâm, giải phóng thống nhất đất nước, xây dựng buôn làng Tây Nguyên. Bây giờ là thay đổi rất là nhiều. Bác Hồ là rất là yêu thương ba con năm tỉnh Tây Nguyên. Do đó bây giờ là
đồng bào là không còn hộ đói, nhà nào có áo ấm, ăn no, mặc ấm, có xe cộ, có xe máy, nhà nào có mua sắm tivi, cassette, các thứ đồ là đắt tiền khác. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Bác Hồ. Cái nơi này có hình tượng của Bác Hồ là nó rất có ý nghĩa đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Và trước đây Bác Hồ cũng viết cái lá thư qua bài viết. Bác Hồ nói rõ về cái chính sách dân tộc cũng như về chính sách tôn giáo. Pháp luật của nhà nước là phải quan tâm rất nhiều để giúp cho bà con đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được tự do về mọi mặt, và trong đó có tín ngưỡng tôn giáo. Và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có một cái tình cảm rất là đậm đà, rất là khăng khít khi mà nghe đến cái tình cảm của Bác Hồ để lại cho các dân tộc ở vùng cao. Thưa già làng, thì trong cái tâm thức tình cảm của đồng bào Tây Nguyên và trong tình cảm của các già làng Tây Nguyên thì Bác Hồ có cái ý nghĩa như thế nào? Trong cái tâm thức đối với người Tây Nguyên, với Bác Hồ là một người lãnh tụ thiên tài, một vị cha già của dân tộc, trong đó có dân tộc Tây Nguyên. Thấy trong làng, trong bon thì nhà nào cũng có treo hình Bác Hồ và thờ Bác Hồ. Đấy thì một cái hình dạng là tôn thờ Bác Hồ. Còn về đây thì thấy tượng đài Bác Hồ xây dựng vĩ đại như thế là một cái niềm vinh dự nhất, gắn kết nhất đối với đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Bác Hồ gửi thư thăm căn dân cho đồng bào dân tộc thiểu số là cố gắng làm ăn cho nó tốt, phát triển để tìm cách khai thác cái tiềm năng và cái lợi thế để đưa phong trào của Tây Nguyên làm thế nào phát triển hơn nữa. Bác Hồ nhắc nhở cho chúng tôi là làm thế nào tuyên truyền cho bà con hiểu, nói với bà con hiểu, bà con đừng có nghe cái bọn xấu. Theo tôi hiểu thì cái này, Bác Hồ là một người cũng thể một vị lãnh tụ là không phân biệt với con người mà cũng mà nâng đỡ là cái như là các cái đồng bào, cái dân tộc ở Tây Nguyên, mà trong đó là tất cả gọi là cán bộ và là nhân dân dân tộc hay như là Dơ Lông Ma Na rồi là Xê Đăng, Gia Rai, Kinh, là chúng ta phải tiếp tục là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản kết một lòng để là cùng là bảo vệ Tổ quốc và xây dựng là đất nước. Trong cuộc sống, người có trọng cả đức và tài, xong lấy đức làm gốc vì nó sẽ mang lại lợi ích chung của Đảng, của dân tộc và của cả loài người chúng ta. Với những tình cảm đặc biệt, sự kính yêu đối với Bác Hồ nên những năm qua, hưởng ứng thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các già làng, trưởng buôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã luôn đoàn kết, chăm lo việc ruộng rẫy, chăn nuôi trâu bò, heo gà, xây dựng nông thôn mới, cho con em học hành ngày càng cao và góp sức cùng cán bộ đảng, chính quyền, lực lượng công an, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng. Đừng nghe lời kẻ xấu mà bỏ vợ bỏ con. Bác Hồ dạy dân ta, người Ế Đê với người Kinh là anh em một nhà, chúng ta sống chết có nhau. Lúc nào họp dân tôi luôn luôn nhắc nhở cho bà con, con em tối học là phải đi học, học cái chữ đó là thứ nhất, biết cái chữ là phải biết làm ăn, rồi không có cho đua xe trái phép, chấp hành cho đúng đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Học theo Bác Hồ cho no này, âm này, cho là khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật cây trồng trọt này, từ cái vật nuôi, ví dụ như trồng cà phê, trồng cao su, trồng hồ tiêu, làm lúa nước, phải áp dụng khoa học kỹ thuật đó mới được mình thu hoạch làm sao cao hơn năm trước. Đó là cho no âm, đó là có thoải mái sinh sống của bà con càng ngày càng đi lên. Mình cũng muốn cho các cháu sau này là biết về tình cảm, về sự quan tâm của Bác, và các cháu trẻ rồi thanh niên luôn luôn phải làm theo cái tâm gương của Bác Hồ. Tâm gương đạo đức này rất là quan trọng để họ noi theo, bởi vì đạo đức của Bác Hồ có nghĩa là chăm lo đời sống cho đồng bào, chăm lo đời sống cho các cái người mà gặp hoạn nạn, ví dụ lũ lụt rồi thiên tai vân vân. Đây là một cái lòng đạo đức của sự quan tâm này rất là quan trọng đối với xã hội, đối với nhân dân. Tôi hướng dẫn bà con
về vấn đề là theo đảng, theo nhà nước, là đồng thời là gọi là đưa bà con là ý thức được cái vấn đề là gọi là bảo vệ an ninh là trật tự, và đồng thời không nên không theo, không nghe những luận điệu của Dega, không nên nghe theo là phản động Phoro, là hướng dẫn bà con theo đảng, theo nhà nước và hướng dẫn bà con làm ăn kinh tế, phát triển kinh tế để xóa được cái đói, giảm được cái nghèo, khuyến khích tất cả là con em đi vô trường lớp để ăn học, để có trí thức, để gọi là làm ăn kinh tế cho nó phát triển lên. Bác Hồ mình thì là đưa đường chỉ lối đúng, hợp với dân, để đánh đuổi cái bọn là cướp nước này kia, để giải phóng cho dân. Nghe biết vậy thì là dân mừng, thì là coi như là mình cũng nghe theo, thì lớn lên mình hiểu biết được đường lối chính sách của cách mạng, thì là mình tham gia đi vào bộ đội. Coi như sau khi giải phóng thì là còn bao nhiêu công việc bề bộn, nhưng mà đảng và nhà nước vẫn lo cho dân, nhất thì cái dân mà vùng sâu vùng xa như chúng tôi ở đây, rồi là xây dựng thôn làng có đường, có trường, có trạm, có điện. Thay mặt nhân dân cái làng này, tôi xin gửi lời cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn bác Hồ vì bác đầu tiên thì là tìm con đường chỉ lối, chỉ đường cho nhân dân mình đi lên được độc lập như hôm nay, hòa bình như hôm nay, ấm no như hôm nay, cũng là nhờ bác hy sinh tất cả này kia để là tìm đường cứu dân tộc. Người ấy là phản động ấy, nó đến nó lôi quấn, nó lôi kéo, nó nói xấu, thì bà con không có hiểu biết về pháp luật, không biết chữ, cho nên là nhẹ dạ cả tin. Một số mấy nghe theo là người Mông có xưng vua, thế mà không nghe nhà nước mình mà đi nghe ở đâu đâu thì cái đó là sai hoàn toàn. Mấy năm qua một số người Mông có dùng súng đi săn bắt thì để bắn nhầm nhau, thằng chết thì chết nhưng mà thằng sống thì đi tù. Thế là tôi vận động bà con là tự nguyện giao nộp súng tự chế. Người không giao nộp nó cũng không sử dụng mà nó cũng bỏ. Gương điển hình tiên tiến, những việc làm tốt làm hay của các già làng. Những suy nghĩ, việc làm và sự đóng góp tâm sức to lớn đó của các già làng cùng đồng bào ở các buôn làng Tây Nguyên lâu nay cũng luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá rất cao. Bám trụ, chiến đấu trên mảnh đất Tây Nguyên, gian lao mà anh dũng này. Thưa các gia... Đất nước, chúng ta đã giành được những thắng lợi cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh quốc phòng được đảm bảo, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thắng lợi chung đó, thì chúng ta cũng vui mừng là thắng lợi của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên liên tục tăng trưởng với tốc độ cao gần gấp đôi tốc độ bình quân của cả nước. Tây Nguyên về an ninh chính trị cũng còn tiềm ẩn những cái phức tạp, nhưng mà đồng bào cũng đoàn kết và vượt qua những cái khó khăn phức tạp đó. Những công sức của bà con bỏ ra là rất to lớn. Trong đó có cái sự đóng góp của các già làng, đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc luôn luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn đó của đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Nguyên, của các già làng. Một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những cái sự đóng góp to lớn của các già làng, của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, phụ nữ ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng có rất nhiều đóng góp với những việc hay, việc tốt. Tôi may mắn được Đảng, Nhà nước nuôi dạy từ nhỏ đến lớn tại trường xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Thì tôi hơn ai hết, tôi thấm nhuần cái Bác Hồ là người vĩ đại. Đặc biệt Bác Hồ quan tâm đến người là dân tộc thiểu số. Thì để đáp lại cái công ơn to lớn của Đảng, Bác Hồ đã dành cho người đồng bào thiểu số, thì
học tập làm theo tấm gương của Bác thì chúng tôi đã xây dựng được 10 mô hình hũ gạo tình thương, rồi nuôi heo đất và cái mô hình làm con gây quỹ. Ngoài ra thì chúng tôi đã vận động được cái xây dựng máy ấm tình thương, rồi trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở trên địa bàn. Sau khi giải phóng rồi còn cái bọn cháu do cái thằng cướp lưu vong tiên tuyển này kia, mình thấy cái đó là cũng không đúng. Chú ý là nó là chia rẽ cho dân tộc mình, giữa người Kinh với người Chi Rai, với các dân tộc khác. Cho nên là mình thấy cái đó thì là cái đường của nó đi thì không đúng. Cho nên là mình kết hợp với cán bộ dân làng, kết hợp bộ đội, du kích, công an, thế là tuyên truyền cho dân, làm sao tiêu diệt được nó, giải thích cho dân, để dân hiểu, dân để dân làm ăn ổn định. Đó phần của nào mà bộ cách mạng coi lẻ này trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi tham gia cách mạng, động viên chị em buôn làng tiếp tế gạo, quần áo, mắm muối để phục vụ anh em đánh Mỹ cứu nước. Sau đó năm 68 tôi bị lính Mỹ bắt mang về tù đẩy ở 15 ngày, sau đó Mỹ thả về nhưng mà không cho về nhà, cho ở buôn Ma Thuột, nhưng mà tôi không muốn ở và chạy về buôn lại phục vụ cho bà con tiếp. Gia đình tôi cũng theo cách mạng hết, và con cháu cũng hy sinh. Suy nghĩ về tư tưởng của Bác Hồ, dạy dỗ con cái đấy, học giỏi trò ngoan đấy, thành cháu ngoan của Bác Hồ, rồi đào ao nuôi cá, rồi nuôi gà nuôi vịt đó, rồi nuôi bò đấy, rồi tổ chức họp hành để tuyên truyền con em mình ấy là không theo việc xấu, rồi không theo cái bọn xấu vượt biên trái phép. Trong 3 năm gần đây, các hội phụ nữ ở Tây Nguyên nói chung và phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng đã tiết kiệm đóng góp được nhiều gạo, quần áo, vật dụng và hơn 35 tỷ đồng để giúp đỡ hỗ trợ và xây 146 nhà mái ấm tình thương cho hơn 17.000 hộ nghèo. Ngoài ra, các chị, các mí còn gương mẫu đi đầu trong việc giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, sống và làm việc theo đạo hiếu, luật tục, chấp hành theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Những việc làm ý nghĩa đó của phụ nữ các đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá sâu sắc trong hội nghị sơ kết 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới được tổ chức tại Buôn Ma Thuột. Những năm qua, phụ nữ các dân tộc thiểu số tôn giáo Tây Nguyên đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích cho đồng bào dân tộc phát huy truyền thống, hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng thôn buôn bản làng vững mạnh về chính trị, kinh tế xã hội phát triển, xây dựng đời sống văn hóa mới ở từng thôn bản, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa đua nở của phụ nữ dân tộc thiểu số tôn giáo các tỉnh Tây Nguyên. Các chị đã có mặt tại đây để cùng nhau chúc mừng những kết quả đã đạt được, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác sản xuất, chiến đấu, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, vun đắp khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần bảo vệ và xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp. Vẫn còn nữa, rất nhiều tấm gương sáng, nhiều già làng trưởng buôn, các vị mục sư, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã xuất hiện trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đối với người dân Tây Nguyên, Bác Hồ mãi là vị cha già muôn vàn kính yêu, là cây cơ đia đại thụ luôn vươn cành tỏa bóng che chở cho các buôn làng. Và hình ảnh tấm lòng yêu dân, nhân cách vĩ đại của Bác Hồ luôn ở trong lòng của đồng bào Tây Nguyên.